Hello, xin chào các bạn. Cũng đã lâu rồi, gần cả tuần rồi mình chưa làm video cho anh em. Nay mình thấy rảnh một chút thì mình tranh thủ mình chia sẻ cho anh em cái màu gọi là tạm thời màu trầm đi. Cái này thì mình nghĩ là màu nó lai về nghiêng Hàn Quốc mà dạng như màu nâu trầm đó, nó có chút vàng vàng tím tím như thế này. Thì bên này là ảnh gốc, còn bên này là cái ảnh mình đã bên ra. Mình thấy hay hay thì sẵn mình chia sẻ với anh em luôn. Anh em nào lỡ có chụp mà những cảnh như thế này thì làm những cái màu nhẹ nhàng như thế này cũng hay. Thì để quay lại cái hình này, mình mở lên một chút, mình nói cái bức ảnh này mình chụp xíu cho anh em nào mà lỡ mà có muốn chụp cảnh này thì lưu ý một chút. Mà khi chụp cảnh này, người xa như thế này và nhỏ như thế này thì các anh em cố gắng chụp cái khẩu nhỏ một chút. Đây mình mở ra, bấm y ha. Từ từ anh em coi, máy bị đang đứng, anh em đợi xíu nha. Anh em lưu ý cái anh này. Đây mình chụp cái lens 16-35, mình để là f8 này, nhưng mà mình để khẩu nó nhỏ là cho nó nét, chứ nếu mà mình chụp toàn cảnh xa như thế này mà chụp khẩu lớn nữa thì nó mờ hết rồi, mờ hết, cho nên mình cố gắng mình để nét. Các anh em đều ý ha. Thì ảnh này nếu anh em chụp có đèn thì sẽ tốt hơn, nó mịn hơn, còn hiện tại là mình chụp ảnh này không có đèn cho nên cái ảnh nó nhỏ như thế này, thì anh em có thể làm vào album cưới nó cũng là ok. Như ảnh này đây, anh em coi mình đi sang album cưới thì mình làm màu đây. Này cái màu này thì ảnh chụp màu. À, anh em coi thì không sao cả, vì ảnh này mình chụp có đèn vô thì da nó sẽ mịn, da nó sẽ mịn hơn. Đây ví dụ đây đó, bên chuyển qua cái màu khác để cho nó ấm ấm được chút. Đây thì còn mình chụp cho cái cô này thì mình không xài đèn. Rồi để quay lại cái ảnh này thì mình sẽ reset lại rồi mình chia sẻ với các bạn như thế này. Ok. Rồi, cái bước đầu tiên thì mình cấp tấm hình này ra dạng như là 16:9 luôn. Các anh em vào đây để cấp hình nó ra 16:9 luôn. Hoặc là anh em muốn cái cảnh như vậy thì anh em để. Mình thì mình nghĩ cái cảnh này nó chiều sâu dài dài, mình cấp nó dài dài luôn. Anh em có thể vào đây, anh em chọn 16:9 đây này. Ra là 1080 và 1920 đây này, anh em chọn nó tự động cấp. Rồi, anh em muốn cấp lên trên này sâu hay là anh em cấp xuống đây tùy anh em. Rồi. Yeah, mình cấp. Ok, tạm thời mình cấp đây, anh em thấy không? Rồi, cái ảnh này thì dạng nó mù mù thì mình cũng chỉnh mù theo nó luôn. Thì ở đây anh em mới chỉnh đẩy sáng lên này, đẩy sáng lên. Rồi mình để tầm đây, mình thấy mình dừng lại để đi. Về cái phần nhiệt độ cao này thì mình chưa đụng tới, mình không biết là chỉnh chỉnh xong là mình để ý con hồi nãy không để ý nữa. Là canh sau bây giờ mình sẽ giảm để xem, mình giảm contrast lãng mờ này. Đây, các bạn giảm contrast lãng mờ, hình nó không mờ mù mù giống như mình chụp trên Đà Lạt vậy đó. Đây rồi, cái phần highlight thì mình không có kéo lên luôn tại vì mình giảm nó dịu ảnh này rồi, nên cái phần shadow thì mình lại tăng nó xuống, tăng cái xuống đây. Thì những cái này các anh em chỉnh thì mình nghĩ nó tùy thuộc vào tấm hình thôi. Với anh em mà tấm hình anh em mà shadow nó đã có rồi á thì mình nghĩ là không cần kéo nhiều. Còn bức ảnh này mình chụp shadow không có, là vì nó dịu không có đèn thì vùng shadow nó không có, cho mình đẩy xuống. Rồi đến vùng white thì ngược ngược lại, mình để cho nó vùng white là vùng trắng này, mình để cho nó sáng lên. Đây, sáng lên rồi. Khi mình để vùng white sáng lên như vậy thì cái vùng trắng ở đây này nó rất là nhiều, thì mình cứ để đó đi, mình tính sao. Mình đang tính cái vùng người và cái màu xung quanh này trước, ở cái vùng trắng mình xử lý sao. Đến phần black thì màu đen, màu đen thì mình muốn cho cái ảnh nó sẽ những vùng tối như thế này nó lên đều đều lại luôn, quần của người mẫu quần để luôn đây, để cho ảnh nó mù mù á, đẩy lên. Rồi đến lượt cái bảng này thì hiện tại là để coi.
Bạn này hiện tại là anh em để vậy đi, chưa chưa động gì vào nó. Đến anh em xuống kéo dưới này, màu dưới này, màu dưới này thì mình sẽ đưa cái màu kinh hoa kinh đỏ này về cái màu hồng hồng chút. Khi mình chỉnh bức ảnh này thì anh em để tổng thể tấm hình như vậy để dễ nhìn ha, dễ nhìn hơn ha. Trước mắt mà để về 12 cũng được. Mình cộng cho tươi màu đỏ lên. Trong bức ảnh này là mình làm màu nó hơi ngã về tím tím xanh xanh, cho nên mình đẩy nó lên tươi lên. Tức là ở trong này kênh đỏ, màu đỏ nó được tươi lên. Các bạn coi đây này, các bạn coi thanh này này, đến lúc cái da người tươi lên này, các bạn thấy không, cái lúc thì màu đỏ ở da người nó sẽ tươi lên. Rồi mình cho là 19 đi. Rồi mình cũng đẩy cái kênh huê của cái màu cam này về dần dần luôn. Mình sẽ trong kênh này nó sẽ cho có ứng một chút đỏ hồng nha, cho nên trong này không có cam, cho nên mình đẩy về, đẩy về. Cái màu cam mình giảm luôn, màu cam mình ảnh này, các bạn coi màu cam này đó, ảnh hưởng này thì màu cam với màu đỏ này gần như hai cái này gần như giống nhau này, để giảm về. Rồi mình giảm được tầm đó đi. Sau đó về cái kênh này thì các video trước mình đã nói các bạn, cái kênh này thì mình đẩy lên như vậy là nó vàng này, thấy chưa? Cái da mặt á, da mặt nó vàng, mình đẩy về như vậy cho mặt nó đỏ, thấy chưa? Thì trong cái màu mình đã nói mình có màu này có chút đỏ đỏ, nâu nâu á, mình kéo nó về. Rồi sau đó mình giảm, mình tăng nó lên luôn, tăng xanh lên lạnh lạnh luôn. Rồi đến đây là mình đã cân cái màu da nó ngu nghiêng về đỏ đỏ, các bạn coi này, hay cái da này ha, các bạn coi là hình gốc một chút đi ha. Còn mình da đây, màu da màu áo vùng sáng đã lên rồi này ha, đây màu da nó lọc rồi này, màu tóc nó lên sáng hết rồi, mình sẽ chỉnh sau cái vùng đó sau. Rồi bây giờ đến lượt vùng ở trên này, mình sẽ chỉnh đến cái bắt rau. Và đâu đây thì mình sẽ cho màu đỏ tối xuống, cái màu đỏ tối xuống một chút thôi, cái phần đọc là luminum này cái xuống một chút. Nếu mà bức ảnh của các bạn mà cái vùng da mặt này này nó không có, nó sáng rồi thì thôi, tức là nó vừa đủ thôi thì các bạn khỏi cần, tức là mình nâng xuống là màu đỏ tối xuống, các bạn thấy không, các bạn thấy màu đỏ xuống không, đây tối xuống này. Nếu mà các bạn hình của các bạn mà cảm thấy giảm xuống mà nó bị tối màu đỏ quá nhiều quá thì các bạn đừng giảm nhiều. Ở đây là mình giảm xuống tầm 11, ở kênh vàng thì mình tăng lên khoảng chừng 5 hay 6 gì đó. Ok thì các bạn hãy chỉnh về đi, sau này nó lịch mình sẽ thay đổi một chút sau. Cái thông số nó sẽ không chính xác đâu, không thể nào mà bây giờ bảo là mỗi tấm hình các bạn là một khác, còn các bạn lấy tấm hình này thì các bạn cái thông số này thì nó giống không nói rồi, còn tấm hình của các bạn nó sẽ không có giống. Thì đôi khi mình kéo về mà nó màu đỏ của mình nó bị tối dữ quá thì mình đẩy ngược lên, nếu mà các bạn nó bị tối màu đỏ thì đẩy màu đỏ sáng lên nha, chứ không phải lúc nào cũng đẩy lên nha. Hoặc là các bạn muốn màu sáng lên nó đẩy, giờ mình đẩy về đi ha, mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em hiểu rõ cái vấn đề, lỡ mà hình của anh em mà nó đã tối rồi mà đẩy nữa nó tối nữa. Cái màu vàng thì mình sẽ kéo tối xuống luôn, coi màu vàng đâu, đây màu vàng nó nằm ở cái thanh đó, đó ở chỗ này và cái cây đây, kéo xuống. Rồi mình kéo tầm đây đi. Rồi đến lượt màu xanh mình cũng cho tối xuống màu xanh để coi nó nằm đâu nha. Đâu, màu xanh đâu? Màu xanh có ảnh hưởng. Này, cái khu vực ở đây. Khu vực ở đây. Rồi thì mình thấy tối quá thì mình giảm. Giảm lại ít thôi. Rồi xuống. Anh em có thể là coi thông số, hoặc là anh em có thể nhìn, mà đôi khi cái âm thanh mình nó nhỏ thì anh em nhìn cái thông số kéo để hiểu hiểu nó, mình kéo mạnh này, anh em hiểu nó này, kéo này thì cái ảnh này ở trên màu xanh nó lại không ảnh hưởng đến bao nhiêu tác động ở đây à, thì mình kéo vừa mắt mình thôi chứ không có cần thiết phải kéo xuống tối xuống lắm. Rồi đến cái màu xanh này thì ở đây mình kéo xuống luôn coi thử như nào. Đây thì màu xanh này khi mình kéo xuống thì mây hướng tối xuống theo luôn. Rồi màu xanh là cái màu của mây đây, ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi mình kéo xuống,
Mình dựa vào mắt mình vừa vừa thôi. Ok, ở tầm 40 đi. Màu blue mình cũng kéo luôn, tối xuống luôn. Đây. Tối xuống luôn. Ok, màu hai màu này ở trong này không thấy rồi. Đến được qua cái phần bảng rực này. Rực này thì mình sẽ kéo cái màu, tại vì cái thanh dưới này là mình đã kéo cái da nó lên rực rồi, đỏ rồi, mình lên rực rồi. Thì ở đây mình không có đụng vào nó nữa, là mình muốn cái màu đỏ nó có trên tấm hình này. Cho nên màu đỏ là mình bỏ qua, mình sẽ kéo màu cam trừ xuống. Rồi mình trừ như đây đi. Các bạn thấy ở dưới này mình đã trừ tất cả màu cam rồi, còn tất cả những cái gam màu trên này về mà màu cam nó đã giảm về rồi, còn ở trên này mình kéo nguyên cái màu cam ở đây thôi, màu cam về cái da mặt này thôi. Rồi trừ xuống rồi. Màu vàng thì mình lại cho tươi lên chút ở đây. Rồi đến màu aqua ở đây mình nó xanh xanh nhiều quá là mình giảm luôn. Luôn mà blue mình cũng giảm luôn. Rồi các bạn kéo màu luôn, giảm mi là nó bớt xanh rồi nè, giảm giảm luôn. Rồi hai màu này không tác động đến được màu bên kinh huê này. Kinh huê này thì mình cũng đẩy màu đỏ này về màu hồng này, các bạn thấy không, đây màu đỏ với màu hồng này, đẩy về luôn chứ mình không đẩy lên cam. Thì bản chất ở dưới này mình cũng đẩy về rồi này. Rồi ở đây là mình đẩy nguyên cái riêng cái màu đỏ này thôi. Rồi, thì mình đẩy về. Rồi 13 đi. Màu organ mình không tác động vô, mình không tác động vô organ, mình đẩy cho màu vàng ở đây. Mình đẩy màu vàng lên xanh một chút. Đây, các bạn coi đây, chỗ này đang xanh này. Cái vùng ở đây này, đang xanh này chưa? Nếu mà các bạn kéo ngược lại thì vùng ở đây đang đỏ. Đây à, đèn xanh, đèn xanh. Rồi ok, mình để tầm 24 đi. Đến phần tiếp theo, các bạn hãy vào. Giờ các bạn thấy cái đốm đây không? Đốm trắng ở đây nè. Giờ mình muốn khử cái đốm này luôn cho cái hình ảnh mình để mình coi, thì ánh sáng nó đã ôm. Mục đích của mình là muốn cho tối xung quanh này, tối xung quanh này, còn cái ngựa nó sáng lên thôi. Thì ở đây hiện tại hôm nay mình kéo màu hoa lên nó trắng quá này. Đây mình kéo cái vùng sáng lên trắng, các bạn coi màu này nè. Đây để lên trắng quá thấy chưa. Bây giờ mình thì ở đây nó ảnh hưởng vô mặt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ôm thử ánh sáng bốn góc này tối xuống trước nha, để mình coi nha. Ôm xuống. Từ đầu tiên là đây mình cho khoảng tầm còn 10. Tôi xin nó đi. Rồi 20. Đây các bạn, đây là cái mặt cái mật độ nó tối bao nhiêu, ví dụ các bạn cái 100 là đen thui à. Ví dụ vậy, thấy chưa? Rồi các bạn quay lại đi ha. Các bạn có thể kéo cái phần pha thời này về để các bạn thấy cái vùng trộn mà các bạn muốn nó sẽ tối như thế nào cho đều tấm hình. Ở đây mình sẽ kéo cái phần mist bot này vô trong, ăn vào trong nhiều vô hết cỡ của nó luôn, là không cái phần phần render này thì coi phần này. Phần này thì mình cho cái hình dạng nó có là dạng bầu dục hay là vuông này, các bạn coi nó có thể hình tròn này, hình vuông này nhá. Bầu dục nè, để các bạn muốn mức độ như thế nào thôi. Ở đây mình cho hình bầu dục đi ha. Rồi mình cho 17 đi. Ở cái phần feather này mình cho mờ lên này, mờ đi, mờ mờ cái lằn này, các bạn thấy mờ cái lằn này này, mờ đi. Đấy. Khi mà mờ đi thì cái phần sáng white này nó đã giảm bớt cho mình rồi. Đây mình cho mờ nó khoảng tầm, cho mờ thêm đi. Rồi mình cho mọi như vậy thì hiện tại ở chỗ này nó chỉ còn một đốm trắng chút à. Thì các bạn có thể kích vào cái vùng này. Bây giờ mình sẽ đẩy cái bố cục mình lên một chút.
mình copy này, copy lại cho cái vùng trắng nó mất bớt đi. Rồi một cái vùng này mất bớt, tôi xuống đây, tức là như vậy. Các bạn đẩy cái này lên này thì lồi cái mảng mây nhiều quá thì vùng trắng sẽ thấy này, đó, thấy đúng nằm ở đây thì mình lại muốn cho mảng trắng mây bớt bớt đi, đẩy người lên. Rồi mảng trắng nó mất bớt. Ở thì cái vùng ngoài này là vì cái lớp này, cái này nó che tối này, hay cho các bạn thấy không? Đó. Rồi sau đó các bạn vào cái kênh cover, vào cái cover thì cái màu này là màu highlight, nó có nghiêng về vàng vàng, và màu mid tông nó có hơi ấm ấm màu nâu, và màu ở dưới là hơi ở giữa tối là hơi xanh xanh. Thì các bạn đẩy như này, các bạn vào kênh red, các bạn đẩy cái vùng highlight xuống này, mạnh nhất xuống thì nó sẽ, tức là giống như là mình bớt đỏ vậy đó, xuống ha. Đó các bạn đẩy xuống bớt đỏ nó xanh đấy. Nhưng các bạn đẩy cái vùng, tức là nếu mà các bạn đẩy ở đây lên thì nó ở, tức là cái vùng shadow nó đỏ nè, là đỏ chưa. Nhưng mà ngược lại mình không kéo ở đây, mình không cầm ở đây, mình kéo mình lưu lại, mình cầm cứa công là ý mình muốn cho cái vùng tối tối nhất luôn đẩy lên, để cho ảnh nó mù mù đẩy lên. Rồi thế giờ, bây giờ các bạn thấy cái màu highlight xanh mà cái màu ở dưới này nó đỏ chưa, đó như này đỏ, ám đỏ chưa. Rồi mình để như vậy đi, mình để về mình chỉnh tiếp kênh green, green cũng vậy luôn, mình cũng kéo là cái vùng highlight này xuống, là tức là mình toàn bộ là mình để cái vùng sáng nhất, sáng sáng của cái màu trên này xuống, còn vùng tối thì lên, để cho ảnh nó giật lại mờ mờ lại từ từ nha. Để xuống này là có tím tím này, ở vùng shadow thì mình để xanh lên này, mình để xanh là ở, mình cầm ở đây mình kéo là ở giữa nó xanh này, xanh xanh xanh. Nhưng mà ngược lại mình lại muốn cái màu tối nhất của màu xanh này đẩy lên, cho nên mình toàn bộ mình cầm lên như này. Đấy. Cầm lên. Rồi. Đến được màu blue. Màu blue. Màu blue các bạn cũng làm vậy luôn, cũng đẩy vùng blue xuống là vùng sáng nhất của màu tím xuống đây, hướng ra gần ra này nha. Khi mà để cái ba kênh nó hài hòa lại tiếng ra này. Để vùng blue nó hơi tím tím này. Đây này. Đây. Lúc đó mình muốn cái màu highlight ở đây nó vàng vàng thì các bạn cầm ở đây xuống một chút. Rồi các bạn để tạm thời về đi, sau đó các bạn qua cái kênh này để chỉnh cho cái ảnh nó ánh sáng nó điều hòa lại. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái mức độ mà các bạn muốn trong hay mờ được của tụi cái này thôi. Thì mình chỉnh cho các bạn coi ha. Cái đầu tiên là mình cầm cái đầu tiên là mình cầm cái highlight cao nhất mình kéo lên này, sáng này, sáng mức độ mình kéo đi, mình kéo đến mức độ tới mình nhìn vừa mắt mình thì mình dừng lại ha. À, các bạn thấy không, mình cầm đây mình kéo xuống thì cái những cái vùng tối shadow đây nó tối xuống, nó làm cho cái hình trong lại này nha. Mức độ tối mức độ nào thì tuyệt quá ha, đấy này. Đó thì bây giờ cái ảnh nó ra xanh xanh lạnh lạnh rồi chưa, các bạn hãy phủ màu vô đã rồi tính sau, rồi tính cái chỉnh cái đồ này sau. Bây giờ mình tìm cái màu mà mình phủ nha. Thì ở đây mình phủ lớp highlight nó là màu vàng vàng, là màu vàng, thì mình cho khoảng tầm phố 62 đi, thôi quốc 63 đi, 63 cũng được, cho là 45, ok vàng vàng. Còn ở dưới này thì mình cho màu tím tím, tím tím thì khoảng tầm 274, cho ít để nhẹ thôi là cho 8 coi. Ok thì ở đây mình để cái vòng này lên 45, vòng 2 45 rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở vùng này các bạn coi cái thanh giữa này, hắn có cái quả ba lăng này, hắn cho mình tức là nghiêng về cái màu ở trên, hắn ví dụ mình kéo vào đây là hắn sẽ nghiêng về màu tím, à màu vàng, nghiêng vào đây hắn sẽ nghiêng về màu tím. Thôi thấy chưa, các bạn nghiêng vào đây thì nó hướng cái màu highlight hết, các bạn kéo vào đây thì nó nghiêng về màu vàng hết. Thì mình sẽ, ý mình sẽ trộn hai cái màu này lại, cho nên mình kéo thông số về để cho nó, các bạn thấy không, kéo về hướng tím tím nào để lên vàng quá. Giờ còn đẩy lại để trung bình thì quá vàng với cái số này, nếu mà như vậy thì mình phải, hoặc là mình giảm nó cái này là cái này à, nhưng mà mình để thử, à quên lộn, giảm lại coi đó, vậy này giờ mình để lên nhưng mà mình dung hòa hai cái màu này lại này,
Thì cái này các bạn có thể không hiểu nó thì các bạn có thể kéo thử qua lại để mà cảm nhận nó ha. Thì ở đây hoặc là cái gam màu này các bạn thử kéo thử như vậy để ăn ra hay không. Các bạn chụp như vậy thì em mình nghĩ là kéo thẳng ra thôi, không có gì khó hết. Rồi mình kéo xuống tầm đây cho người kéo xuống, như càng nhiều thì cái màu này sẽ nghiêng về màu tím. Đây chính là màu tím tím này đây. Thì mình nói là màu này không là lai Hàn Quốc mà vẫn ấm ấm đây. Thì cái màu này các bạn đã đến đây, các bạn coi lại hình cục một chút hồi nãy giờ mình chỉnh thằng ra như thế nào, đẹp không? Thì rõ ràng hiện tại giờ cái ảnh mình chụp là cái ánh sáng ở đây nó cũng sáng, tức là cũng sáng, ở vùng ở đây cũng, tức là cái cảm giác cái độ mà hẳn những cái nhân vật lên chưa được nhiều mà khi mình làm qua cái màu này, và do mình chỉnh cái này, do mình chỉnh cái này mình ôm ánh sáng nó lại cái này này, các bạn thử nhả cái này về nha, thì ánh sáng nó sáng đều hết trơn à, sáng cả bức hình luôn. Còn cái này mình lại làm tối bốn bốn góc để cho ánh sáng nó tập trung vào cái nhân vật, khung cảnh ở đây nhẹ nhàng mù mù, có những cái lớp này mù mù. Thì khi mình chỉnh nó tới đây rồi, các bạn coi cái hình gốc hình này này, nó gần như tương đương với nhau rồi, nhưng mà nó thay đổi cái màu sắc thôi, từ cái màu xanh này, xanh như thế này mà qua màu lạnh lạnh trầm trầm như vậy. Rồi, từ cái màu này chuyển qua màu này, tại vì khi mà cái màu này và các bạn nhìn cái tổng thể cái màu là cái màu màu lạnh lạnh ở đây, cái màu gọi là vàng vàng ở ấm ấm ở đây thì nó hợp với cái màu da cái áo này ở đây, và cái màu này nó lại hợp với cái màu ở đây, cho nên các bạn nhìn thấy nó, nếu mà các bạn thích thì các bạn cho là nó đẹp mắt, còn nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể thay đổi màu khác. Thì ở đây là mình bản thân mình thì mình thấy cái màu này mình thích, cái màu này là mình kéo ra cái mắt mình nhìn mình thấy nó hợp lệ thì mình làm, rồi sau đó mình chia sẻ cho anh em luôn. Rồi đến đây là mình thấy đã khá ổn rồi. Cái phần này các bạn muốn cái vùng shadow này tím một chút nữa thì các bạn có thể kéo hai cách, các bạn có thể kéo cái vùng này ở đây bỏ luôn, các bạn đẩy cao nó chút xíu nữa này, đẩy cao cho nó các bạn thôi bỏ luôn tím tím này đây, để cao mình đẩy ra. Rồi mình nghĩ mình đẩy ở đây đi là nó ok rồi. Còn ở đây mình kéo về cho nó tím một chút, ở đây mình nhìn thấy đây à, về tím một chút, vàng tím nhẹ thôi, để cái này về thành 80 đi ha, 30 đi, 83. Ok mình nghĩ là 86 đi. Rồi đến lượt đây là mình thấy ok, còn còn ở một bên này nè các bạn có cái 31 để mình thấy ok rồi, vấn đề gì nữa. Còn mà mình thấy nó chưa đủ thì các bạn có thể kéo cái kéo này nè, các bạn lên đỏ này là highlight này, các bạn kéo xuống xanh này à, trầm trầm này bằng vàng thì tùy các bạn thôi, các bạn muốn highlight xanh thì xanh, xanh này đây, các bạn muốn màu xanh này xanh đây, ok các bạn có thể thay đổi những cái này. Tại vì khi kéo cái lệnh này thì dễ nhất là trong cái Lightroom đây, nhưng mà do mình làm mấy cái màu này nó hợp tính dễ, còn những cái mà bữa mình kéo là nó cong kẹo nhiều cái khó kéo lắm. Còn cái bảng này thì ở đây các bạn biểu đẩy vùng highlight mình lên sáng, các bạn đẩy lên này, hãy ăn sáng chỗ này mình không có đẩy không đó, các bạn muốn sáng cái vùng tối lên này thì các bạn đẩy cái vùng này lên sáng vùng tối mà mờ, các bạn muốn gắt vùng tối xuống thì các bạn đẩy vùng tối xuống. Lúc này là các bạn thấy rõ rồi, cái vùng hắn đã chặn lại tất cả các mục rồi, tại vì những điểm neo này dành cho vùng highlight, điểm này cho vùng gần ý là vùng sáng, điểm là neo này mid tone, điểm đen này là vùng shadow tối rồi, còn vùng đen là các bạn kéo như này, các bạn có thể kéo cái thanh cuối cùng đẩy lên đen này, đen đen đây. Hắn đã níu hết trơn rồi, cho nên các bạn khi mà các bạn thay đổi cái này thì hắn ảnh hưởng vùng từng vùng rõ rệt cho các bạn luôn đây. Rồi rồi mình muốn đẩy cho cái kinh rết lên là hồi nãy chỉnh nó lên lại là lên xíu. Đây này, rồi cái này nó cũng hơi có chịu các bạn mà cái mắt nhìn của các bạn mà không được rõ thì các bạn có thể chỉnh lịch một chút, nhưng mà mình nghĩ cái hình này nó đã ra rồi thì các bạn có thể nó xanh như vậy cũng đẹp à, đỏ như vậy này, hoặc là nó xanh như vậy cũng đẹp này, thấy chưa, cũng đẹp chứ không vấn đề gì cả. Rồi bây giờ mình thử sao cái màu này lại ha, mình làm qua ảnh cưới mà hồi nãy mình kích vào ảnh cưới thử nha, thì cái gam màu này nó cho các bạn làm ảnh cưới được không, không vấn đề gì cả. Thôi mình từ từ mình để lại coi.
Ừ, đợi xíu. Các bạn muốn bằng vàng, các bạn đẩy đây. Mình phải đẩy kinh đất lên nào xíu rồi. Từ nó đang bị mình đang bị thấy vàng vàng, mình muốn coi giảm cái này xuống còn 40 đi, cho nó về lại cái này lên 10 đi. Ok rồi, các bạn nhìn cái màu highlight nó hơi gọi là vàng 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 ở đây này, ở đây màu da thì nó hơi nâu nâu này. Đây các bạn coi. Đó. Rồi đến lượt mình làm nét bức ảnh lên một chút. Thì khi mà các bạn đã chụp cái người nó nhỏ như vậy rồi, các bạn có thể để màu lên, để màu lên no xíu coi. Rồi để màu này lên mượt xuống được không sao, các bạn tăng cái phần clarity này lên cho nét cái ảnh này nha. Đây bức ảnh rồi, như phần shipping các bạn có thể đẩy lên, đẩy lên nét Markin để cho nó mượt, noi để một chút thôi, để nhiều quá thì nó mịn nhiều quá. Rồi các bạn coi zoom lên để coi xíu. Rồi mình thấy là khá là đẹp rồi, coi tổng thể một chút zoom nhỏ lại. Rồi đây giờ còn cái dạng chiếc tàu này thì các bạn xóa đi để cho nó đẹp hơn, nó thoáng cảnh nó mộng mơ hơn. Khi mình đang chụp thì chiếc tàu nó chạy tới dính vào luôn, mình không có né được. Thì bây giờ mình xóa chiếc tàu này đi. Các bạn thay đổi cái, các bạn làm lại cho các bạn thấy ha. Các bạn kích vào cái cỏ giống đây này, kích vào là cái cỏ để mà chấm nó. Giờ các bạn kéo cái ở đây cái size là cái kích thước cái cỏ này, dùng cho 20 cái cỏ nhỏ này. Cỏ nhỏ này thấy chưa? Giờ lên 50 để cho thấy được chút xíu. 50 cỏ này nhỏ, bây giờ các bạn cho lên 90 để mình làm luôn. Khi gọi lên là máy đang nặng, hiện chưa hiện ra cái cỏ. Rồi cái cỏ mình cho vừa đủ chiếc tàu này, bây giờ mình sẽ dùng cái hình này nhỏ lại một chút đó để cho nó đang bị treo máy, các bạn đang bị treo máy. Rồi các bạn có thể để mình zoom thử coi fit nữa, fit mình tắt thử coi nó sao nó nặng như vậy. Ở đây đây nhỏ xuống xuống rồi, nhỏ hết cỡ rồi. Rồi bây giờ mình chấm ha. Rồi cái cỏ này đủ. Các bạn coi mình đặt cái cỏ này, mình cái cỏ này này, tại vì cái mình sẽ lấy cái điểm này, mình theo như các bạn cái ra Photoshop á, thì các bạn lấy cái mảng này các bạn đắp qua đây, thì giờ trong đây mình sẵn mình làm luôn, mình làm luôn thì mình cho cái cỏ này đủ vừa che chiếc tàu. Ví dụ như các bạn cho cỏ nhỏ quá thì chiếc nó không bao đủ chiếc tàu, thì các bạn cho to lớn quá thì nó vùng lớn ảnh hưởng đến cái cây này chẳng hạn. Ví dụ đây thì khi anh lấy cái mảng bên này anh lấy ảnh hưởng, cho nên mình cho vừa đủ mà cho có thể thôi. Thì ở đây hồi nãy mình cho khoảng 91 đấy ha, 90 giờ lên 91 xuống là mình thấy có lý đó. 91 đây ha, 91 đây sẵn mình chia sẻ, lỡ mà các bạn làm một tấm á, thì các bạn xử lý trong này luôn, còn làm nhiều tấm thì thôi, để lát nữa để copy qua tấm đường mình coi. Rồi coi thử không lấy đâu bỏ vô máy tự động lấy. Rồi các bạn thấy không, máy tự động lấy nó bị cái lằn ở đây này. Các bạn cầm cái cục này để di chuyển hết, di chuyển cái vùng mà mình muốn đắp vô, các bạn di chuyển cái này lớn quá, đang nặng này, nó hiểu lâu. Bị lỗi, qua đây chút coi máy nó đang nặng, mình đang giữ, mình đang hiện tại là mình đang giữ chuột, đang giữ chuột tròn xoay cái này. Máy đang nặng quá.
lên đây coi, mình đưa cái cọ lên mà máy cho lên nó bị lỗi cái gì đấy đó, các bạn thấy không, giờ hắn đã chấm sạch cái này rồi. Rồi đây hắn chấm sạch cho mình rồi nè. Lùi lại, đưa về, đưa lên lại xíu rồi, hiện tại hắn đang nặng quá, cái sao hắn nặng quá, nó chạy rất là lâu rồi. Mình nghĩ đây là được rồi, mình ra Photoshop mình chấm một chút nữa ngay cái chỗ này nè, để mà đôn nặng nặng quá. Đây mình ra Photoshop mình chấm cái chỗ đen đen này chút rồi sạch rồi. Rồi các bạn có thể copy copy cái file này, copy các bạn trừ cái remote ra, rồi các bạn qua tấm này, các bạn bắt qua tấm này luôn và thử như thế nào. Ok luôn. Cái này bên này nó bị thiếu cái bằng contrast thì mình giảm lại tí đi không sao đâu. Rồi ở tầm này ba luôn. Rồi tầm này thì mình quay lại một chút, mà quay cái hình lại một chút. Rồi các bạn muốn cấp bỏ cái phần mây này bớt thì các bạn có thể cấp trên này xuống đây, các bạn cầm ở đây kéo xuống vậy, xuống vậy. Ok rồi, ok thì các bạn thấy ra cái màu như này thì nó sẽ hợp cho những cái bạn nào chụp cảnh sương mù, sương mù lạnh lạnh ấm ấm như thế này. Thôi đến đây mình nghĩ các bạn đã rõ rồi, các bạn yêu thích cái video của mình thì các bạn like và chia sẻ trên Facebook của các bạn để ủng hộ mình, hoặc là các bạn đăng ký vào kênh YouTube của mình để theo dõi những cái bài mà mình làm mới mẻ chẳng hạn, hoặc là những bài mà các bạn cảm thấy hay thì các bạn học, cứ các bạn ủng hộ mình cái đăng ký để dành nó. Bài nào các bạn biết rồi thì thôi, các bạn chưa biết các bạn để dành nó, khi nào mà thích thì học. Thì tại vì giờ mình cũng gần Tết rồi, mình không có đủ thời gian nhiều, sang năm mà mình sẽ tính tiếp, mình sẽ chia sẻ tiếp cho những anh em cái gì mà mình đã biết như mình đã nói với anh em rồi. Đến đây mình chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn làm video khác.